Xin chào tất cả các bạn. Có lẽ chúng ta, những người sử dụng AutoCAD cho công việc của mình, không ai là chưa sử dụng chữ ký điện tử để insert vào bản vẽ. Bản vẽ được insert sẵn chữ ký điện tử sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho việc xuất bản hồ sơ, tạo sự chủ động trong công việc. Tuy nhiên, việc tạo chữ ký điện tử bằng cách làm thủ công tương đối tốn thời gian. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo chữ ký điện tử của riêng mình thật nhanh chóng, đẹp như chữ ký thật khi in ra. Nào, chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên chúng ta ký vào một tờ giấy trắng rồi lấy điện thoại chụp lại. Ta có một hình có chữ ký như thế này. Vào bộ máy tìm kiếm google.com, đánh vào ô tìm kiếm cho tôi từ image to AutoCAD, kết quả sổ ra các bạn ấn vào link này cho tôi. Đây là trang web mà các bạn có thể chuyển đổi các loại file online. Rồi, đầu tiên chúng ta chọn file ảnh mà mình đã chụp sẵn. Ấn nút chuyển đổi, trang web sẽ tạo cho chúng ta một file AutoCAD. Xong rồi, chúng ta ấn nút download. Mở bản vẽ này lên. Như các bạn đã thấy trên hình, ta đã có một hình đường bao của chữ ký hoàn hảo. Bây giờ chúng ta cần hack cho nó có nét. Dùng lệnh hack, chọn tất cả đường bao. Ok, hoàn hảo. Lưu ý, các bạn nên chọn kiểu hack là solid thì sẽ đẹp nhất. Chúc các bạn thành công. Nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu gì, các bạn vui lòng comment ở dưới video. Nhớ ấn nút share, subscribe để có thông báo xem các video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.